Xin chào các bạn Trong video này mình xin giới thiệu đến các bạn một bán đấu giữa hai danh thủ của Việt Nam Là Lại Lý Huynh, Đại Chiến, Võ Minh Nhất Trong bán đấu này, danh thủ số 1 Việt Nam Lại Lý Huynh cầm đỏ đi tiên sử dụng khai cục trung pháo tấn tâm binh Binh kia chiến tiến là Võ Minh Nhất cầm đen đi hậu đối phó bằng thế bình phong mạ chắc chắn Mời các bạn theo dõi diễn biến bản đấu để xem trung pháo tấn tâm binh của Lại Lý Huynh thắng hay bình phong mạ của Võ Minh Nhất sẽ giành chiến thắng. Đến đây thì Võ Minh Nhất quân cờ đầu hàng, lại Lý Huynh danh thủ số 1 Việt Nam sử dụng khai cục trung pháo tấn tương binh thắng Bình Phong Mạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về cờ tướng đại chiến và đừng quên để lại bình luận góp ý bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cờ tướng đại chiến.com để theo dõi cũng như ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.